Khánh Sơn, vùng đất Tây Nam của tỉnh Khánh Hòa, là khu căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến. Từ bao đời nay, người Giác Lây Khánh Sơn đã sống gắn bó với thiên nhiên núi rừng. Chính mẹ thiên nhiên đã cho người Giác Lây lúa đầy bổ, bắp đầy kho. Đến khi có chủ trương đầu tư của Đảng và Nhà nước, thiên nhiên đã mang đến cho người Khánh Sơn cuộc sống ấm no, diện mạo vùng quê miền núi đang từng ngày khởi sắc. Cách đây khoảng 20 năm, Khánh Sơn bắt đầu triển khai thực hiện các chương trình đề án về trồng trọt, chăn nuôi, như đề án phát triển đàn bò, đề án trồng cây lúa nước, cải tạo vườn tạp. Song song với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức đi tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để đưa về trồng thử nghiệm. Cũng có một số loại cây theo chân những người dân từ địa phương khác đến Khánh Sơn lập nghiệp. Từ đó, lần lượt các loại cây trồng như mía tím, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh đã bén rễ trên vùng đất Khánh Sơn và dần phát huy hiệu quả kinh tế, rồi trở thành những đặc sản của địa phương, từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Loại nông sản nổi tiếng nhất của Khánh Sơn hiện nay chính là sầu riêng. Bén duyên với mảnh đất Khánh Sơn đến nay cũng đã được gần 20 năm. Mấy năm gần đây, sầu riêng đã giúp cho nhiều nông hộ trở thành tỷ phú. Sầu riêng vốn là loại cây khó tính, đòi hỏi nhiều về mặt kỹ thuật chăm sóc. Do đó, những ngày đầu được mang từ Nam Bộ về trồng ở Khánh Sơn thì chỉ có những hộ gia đình có điều kiện mới chăm sóc được. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì bền bỉ của chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, đến nay, hầu như nhà nào ở Khánh Sơn cũng đã trồng được sầu riêng. Nhà ít thì vài cây, nhà nhiều thì vài hecta, thậm chí hàng chục hecta. Hiện tại, Khánh Sơn đã phát triển được trên 1.500 hecta sầu riêng với các loại giống chủ lực là Mong Thong, G6, Chín Hóa. Diện tích cho kinh doanh khoảng 600 hecta với sản lượng hơn 3.300 tấn. So với các sản phẩm khác trên thị trường, sầu riêng Khánh Sơn được đánh giá có nhiều ưu điểm nổi trội hơn như vỏ mỏng, cơm vàng, hạt lép, thịt ráo, mùi thơm dịu ngọt. Đây cũng là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Khánh Hòa được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận sở hữu nhãn hiệu độc quyền năm 2011 và được xếp vào danh sách 50 đặc sản trái cây nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2018. Cũng trong năm 2018, sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã Cây Ăn Quả Sơn Bình đã được Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản Vùng 3 cấp chứng nhận Việt Gáp. Năm 2019, thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao tặng danh hiệu Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam, một lần nữa khẳng định chất lượng, giá trị của loại nông sản này. Sau hơn 20 năm theo chân những người dân miền Bắc vào Khánh Sơn lập nghiệp, đến nay, mía tím Khánh Sơn đã giúp cho nhiều hộ gia đình, trong đó có không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo vươn lên làm giàu. Một hecta mía tím, nếu được chăm sóc tốt, người nông dân có thể thu lãi từ 150 đến 170 triệu đồng trên một hecta một vụ. Ưu điểm nổi bật dễ nhận thấy ở cây mía tím Khánh Sơn đó là thân dài, mềm, vị ngọt, thơm. Thị trường tiêu thụ chính của loại cây trồng này là các tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, địa phương đang tiến hành các bước xây dựng thương hiệu mía tím Khánh Sơn trên thị trường. Khi nói đến các loại cây ăn quả của Khánh Sơn, không thể không nhắc đến chôm chôm, măng cụt. So với sản phẩm của các địa phương khác, dễ nhận thấy chôm chôm Khánh Sơn cho trái to, cùi dày, giòn và ngọt hơn nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Đối với măng cụt trồng ở Khánh Sơn cũng được đánh giá cao hơn các sản phẩm khác trên thị trường bởi trái to, vị ngọt thanh, thơm ngon. Tuy nhiên do sản lượng thu hoạch hàng năm chưa nhiều nên không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mấy năm gần đây, trong danh sách các loại trái cây đặc sản của Khánh Sơn có thêm bưởi da xanh, được một số nông dân Khánh Sơn đưa về từ Nam Bộ khoảng 15 năm trước. Đến nay, cây bưởi da xanh cũng đã khẳng định được vị trí trên miền đất lành Khánh Sơn. Những năm đầu trồng thử nghiệm, bà con chủ yếu trồng xen canh với các loại cây ăn quả. Vài năm gần đây, huyện thực hiện đề án phát triển cây ăn quả, gồm có chôm chôm và bưởi da xanh.
nhiều hộ đã phát triển mở rộng diện tích thâm canh cây bưởi. Ưu điểm của bưởi da xanh là mang lại thu nhập quanh năm cho người trồng. Theo nông hộ, một cây bưởi da xanh hơn 10 năm tuổi có thể mang lại thu nhập trên 20 triệu đồng trong một năm. Hiện nay, Khánh Sơn cũng đang xây dựng thương hiệu cho loại nông sản này. Bên cạnh các loại cây ăn quả chủ lực, thì Khánh Sơn cũng còn hàng trăm hectare chuối các loại. Đây là loại cây trồng đã gắn bó với người nông dân Khánh Sơn từ vài chục năm trước, nhất là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, cây chuối được phát triển nhiều ở các xã như Thành Sơn, Sơn Lâm, Ba Cụm Bắc. Không chỉ tiêu thụ sản phẩm tươi, mấy năm gần đây, một số hộ gia đình đã tự chế biến quả chuối mốc thành sản phẩm chuối sấy dẻo, nước ép chuối nhằm nâng cao giá trị của loại nông sản này. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác, từ năm 2017, Khánh Sơn bắt đầu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi những diện tích cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đến hết năm 2019, toàn huyện đã chuyển đổi được gần 1.000 hectare cây trồng kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm, mía tím. Sau chặng đường hơn 20 năm đi tìm lời giải cho câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì, đất không phụ công người, Khánh Sơn không chỉ xác định được các loại cây trồng chủ lực là sầu riêng, mía tím, bưởi da xanh, chôm chôm, măng cụt, mà diện mạo nông thôn miền núi đang từng bước thay đổi nhờ các loại cây trồng này. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được hơn 2.700 hectare cây ăn quả các loại, sản lượng gần 4.000 tấn trên năm, riêng cây chủ lực gần 2.000 hectare, trong đó sầu riêng hơn 1.500 hectare, bưởi da xanh 333 hectare, chôm chôm trên 120 hectare, măng cụt hơn 60 hectare. Nhờ đó, Khánh Sơn được biết đến là vùng trồng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Có một điều đáng tự hào của người nông dân Khánh Sơn, đó là hầu hết các loại cây sau khi đưa về trồng tại đây đều có chất lượng nổi trội so với nơi xuất xứ. Lý giải cho điều này, các nhà chuyên môn cho rằng nguyên nhân là nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng tại Khánh Sơn. Cũng chính do những đặc điểm này mà hàng năm Khánh Sơn bước vào vụ thu hoạch muộn hơn những địa phương khác từ 1 đến 2 tháng, khoảng tháng 7, tháng 8 dương lịch. Đây chính là dấu hiệu rõ nét nhất để nhận diện các loại nông sản Khánh Sơn, giúp người tiêu dùng tránh mua phải các mặt hàng nông sản giả mạo thương hiệu nông sản Khánh Sơn, nhất là sầu riêng. Đến với Khánh Sơn hôm nay, có thể dễ dàng nhận thấy những ruộng bắp, nương lúa đã được thay thế bằng những vườn cây ăn quả xanh ngút ngàn tầm mắt. Nhiều nông hộ đã thu nhập từ vài trăm đến vài tỷ đồng mỗi năm từ cây ăn quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện bình quân mỗi năm từ 5 đến 7%. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển về số lượng, diện tích, thời gian gần đây, Khánh Sơn đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Khánh Sơn trên thị trường và từng bước tiến tới thị trường xuất khẩu. Song song đó, Khánh Sơn tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thêm những loại cây trồng mới để đưa về trồng thử nghiệm, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Với lợi thế và hiệu quả đã được khẳng định, tuy nhiên, các loại cây ăn quả của Khánh Sơn hiện mới chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm thô và thị trường tiêu thụ chưa ổn định nên giá trị thu về còn hạn chế. Vấn đề bảo quản, chế biến sau thu hoạch vẫn còn bỏ ngỏ. Do đó, nhằm nâng cao giá trị nông sản Khánh Sơn, mấy năm gần đây, địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nhằm tìm đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Điển hình là Khánh Sơn đã tổ chức thành công lễ hội trái cây năm 2019, thu hút hơn 10.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm và đã có hơn 60 tấn nông sản được tiêu thụ trong 2 ngày diễn ra lễ hội. Tiếp nối thành công này, năm nay Khánh Sơn tiếp tục tổ chức phiên chợ nông sản và đưa hàng Việt về nông thôn trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8 tại quảng trường 20 tháng 11 thị trấn Tô Hạp, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các loại nông sản của địa phương, giúp người tiêu dùng mua được những mặt hàng đảm bảo chất lượng ngay tại nơi sản xuất. Mặt khác, Khánh Sơn cũng kiến nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch những khu vực rừng sản xuất có điều kiện thuận lợi sang đất trồng cây lâu năm,
để địa phương tiếp tục phát triển mở rộng các vùng trồng cây ăn quả tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân ứng dụng khoa học công nghệ cao và sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ điều kiện vươn ra biển lớn. Nằm ở độ cao khoảng 600 mét so với mực nước biển, với khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, Khánh Sơn được ví như Đà Lạt thứ hai. Du khách tham gia tour du lịch cộng đồng trải nghiệm khám phá Khánh Sơn từ đồng bằng lên, theo đường đèo tỉnh Lộ 9 uốn lượn, ẩn hiện dưới lớp sương mờ bồng bềnh và những tán cây rừng dập bóng, có thể dừng chân tại cầu A3 Bưởi, cầu treo Thành Sơn, ngắm dòng sông Tô Hạp uốn mình chảy ngược về phía thượng nguồn, chiêm ngưỡng cây dầu đôi vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam. Nghỉ ngơi thư giãn dưới đồi thông và hít thở không khí trong lành của miền Sơn Cước. Đặc biệt là ghé thăm những vườn cây ăn trái sum xuê chĩu quả, cùng gia chủ tận tay thu hoạch và thưởng thức những loại nông sản nổi tiếng của địa phương như sầu riêng, mía tím, măng cụt, chôm chôm. Rời những vườn cây ăn trái, du khách tiếp tục được trải nghiệm tham quan những địa điểm có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ và đầy hấp dẫn của núi rừng Khánh Sơn, như thác Dốc Quy, xã Sơn Lâm, khu vực suối đá, xã Bà Cụm Bắc, suối Tà Giang, thác Na Van, xã Thành Sơn. Điểm nhấn nổi bật trong những điểm du lịch sinh thái tại Khánh Sơn là thác Tà Gộ, xã Sơn Hiệp. Được ví như nàng thơ nghìn năm tuổi, bung mình trắng xóa giữa đại ngàn, mang dòng nước mát lành cho con người và cây trái vùng hạ du. Để đánh thức tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực, tham quan miệt vườn, Khánh Sơn đang triển khai đề án phát triển du lịch của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Các ngành liên quan cũng đã khảo sát, xác định những khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Dốc Lây nhằm tạo sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của địa phương. Đồng thời, tiến hành chế tác 10 bộ đàn đá để biểu diễn phục vụ người xem. Đây được coi như đặc sản, là một trong những điểm nhấn đặc biệt trong những sản phẩm du lịch của Khánh Sơn. Tổ chức những sự kiện văn hóa đặc trưng nhằm thu hút du khách đến tham quan và để quảng bá về hình ảnh con người và vùng đất Khánh Sơn. Xây dựng những điểm đến mang đậm màu sắc vùng miền, như điểm dừng chân đỉnh đèo xã Ba Cụm Bắc, hồ nước tạo cảnh quan, biểu tượng chiến thắng Thiêm Đầu Thủy, Thạch Thủy Cầm tại thị trấn Tô Hạp. Để khắc phục hạn chế lớn nhất trong quá trình phát triển du lịch tại địa phương, đó là thiếu cơ sở lưu trú. Huyện cũng kiến nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch một số khu vực thuận lợi cho phát triển các sản phẩm du lịch để thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển dịch vụ, cơ sở lưu trú phục vụ du khách. Hiện tại, một số gia đình đã xây dựng và đưa vào hoạt động các homestay tại thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Trung, Ba Cụm Bắc, bước đầu đã phát huy hiệu quả rất khả quan. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Khánh Sơn phát triển loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng về lâu dài. Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, Khánh Sơn đã xác định trong những năm tới sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục đưa Khánh Sơn trở thành vùng trồng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời mang đến làn gió mới mang tên du lịch sinh thái Khánh Sơn trên bản đồ du lịch Khánh Hòa. Để đạt được những mục tiêu này, Khánh Sơn đang sẵn sàng mời gọi, chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến để khai thác các tiềm năng đang chờ được đánh thức trên quê hương đàn đá.